các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 8 ứng cử tại huyện Hoa Lư và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc với cử tri xã Ninh Thắng. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri xã Ninh Thắng bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện trong thời gian qua, đồng thời phản ánh, kiến nghị với các đại biểu những vấn đề mà cử tri trên địa bàn đang hết sức quan tâm, như thực trạng triển khai dự án 3 tuyến đường của xã còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, xem xét nghiên cứu chính sách đền bù sau khi thu hồi đất nông nghiệp một cách phù hợp tại dự án khu đô thị Ninh Thắng 1, đề nghị hỗ trợ kinh phí chuyển cột điện vào lề đường để thuận tiện cho nhân dân đi lại, không làm ảnh hưởng tới giao thông. Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 313, việc quy hoạch diện tích sản xuất vụ đông. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, đồng thời tổng hợp trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.